Theo phân công của ban tổ chức thì sau đây tôi xin phép được trình bày cái bài báo cáo về cái triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận để điều trị tăng huyết áp. Thực ra là một cái chủ đề về cái triệt phá thần kinh giao cảm này, nó là cái chủ đề thời sự từ những năm 2012, tuy nhiên cho đến những năm 2014 thì dường như là nó thoái trào, và bởi vì có những cái sự kiện mà khiến cho người ta phải nghi ngờ về cái chuyện là liệu cái kỹ thuật này có nên được thực hiện nữa hay không. Thế thì ở Viện Tim Mạch cũng đã theo sát những cái kỹ thuật này từ những ngày đầu, và tôi xin phép trong cái bài báo cáo này tôi xin nêu lại được một cái lược sử về cái kỹ thuật này, về chỉ định của nó, và hiện nay người ta phương hướng của người ta đang làm gì về cái kỹ thuật này. Thì như chúng ta đã biết thì tăng huyết áp thực ra là một trong những yếu tố nguy cơ gây tử vong hàng đầu trong bệnh lý tim mạch, và người ta tính ra là nếu như huyết áp tăng thêm từ 20 cho đến 10 mmHg thủy ngân tương ứng với con số huyết áp tâm thu và tâm trương thì nó sẽ làm cho biến chứng tim mạch và nguy cơ tử vong nó tăng gấp đôi. Và người ta tính trung bình là cứ 3 người thì lại có một người tăng huyết áp, và 1/3 số bệnh nhân không tăng được con số huyết áp mục tiêu này. Vậy thì lý do tại sao ngay từ thời kỳ đầu người ta lại nghĩ ra cái kỹ thuật gọi là triệt phá điều trị tăng huyết áp bằng dụng cụ? Bởi vì người ta tính ra được là qua các nhiều nghiên cứu khác nhau thì có sấp xỉ 15-30% số bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị tăng huyết áp là tăng huyết áp kháng trị, có nghĩa là phải dùng từ 3 loại thuốc huyết áp trở lên, 3 nhóm thuốc huyết áp trở lên, và trong đó có tối thiểu một nhóm thuốc là lợi tiểu. Và trong các ngoài cái chuyện mà điều trị tuân thủ thay đổi bằng lối sống, bằng điều trị bằng các kết hợp các nhóm thuốc huyết áp khác nhau, thì người ta mới nghĩ ra là xem liệu có thể dùng các phương pháp điều trị bằng thiết bị hay dụng cụ nào đó để điều trị tăng huyết áp được hay không. Thì một trong số những cái biện pháp đó là cái triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận. Thế thì ngày trước thì người ta có thể dùng các biện pháp kích thích qua sang cảnh hoặc là kích thích khuếch đại các tín hiệu từ cái nhận thụ cảm áp lực. Tuy nhiên cái phương pháp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này thì nó có một cái lược sử lâu đời hơn, và dường như nó có những cái dữ liệu nhiều hơn, và nó hỗ trợ ủng hộ nhiều hơn trong cái việc là liệu cái việc sử dụng biện pháp này thì nó có hại được con số huyết áp hay không. Vậy thì cái cơ sở của kỹ thuật của việc triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này nó có bắt nguồn từ bao giờ? Thì chúng ta trở lại một cái bài báo kinh điển vào năm 1952, thì người ta thấy được là so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân, bởi vì có thời kỳ đó thì gần như là không có bất cứ một cái loại thuốc huyết áp nào, và người ta sử dụng cái phương pháp cắt thần kinh giao cảm, tức là người ta cắt thận hoặc cắt thần kinh giao cảm để người ta so sánh ra để điều trị tăng huyết áp ở những cái nhóm mà chỉ theo dõi đơn thuần, với lại cả những cái nhóm mà được cắt như này, thì người ta thấy được là có thể hạ được con số huyết áp và cái tỷ lệ sống còn ở những nhóm bệnh nhân này được cắt thần kinh giao cảm, thì người ta thấy được tỷ lệ sống còn cao hơn. Tuy nhiên do nó có nhiều cái tác dụng phụ như tụt huyết áp tư thế hoặc là những cái cơn đỏ bừng mặt hoặc là một số các tác dụng phụ khác mà dần cái kỹ thuật này bị quên lãng cùng với sự phát triển của các loại thuốc huyết áp từ những thập niên 50 của thế kỷ trước cho đến những đầu những năm 2000 thì kỹ thuật này đã gần như bị quên lãng. Tuy nhiên là cho đến những năm 2007-2008 thì người ta mới khơi lại xem là liệu chúng ta có cần thiết khi mà người ta tiến hành là người ta điều trị tăng huyết áp bằng nghiên cứu trên những mô hình động vật cũng như mô hình thực nghiệm, để người ta xem là cái chuyện gọi là có những biện pháp nào dùng thiết bị hoặc dụng cụ để điều trị được tăng huyết áp hay không. Bởi vì dường như đến năm 2000 thì những cái loại nhóm thuốc huyết áp đã gần như ra đời gần như là đầy đủ, và chúng ta thấy được là trong 20 năm qua chỉ ra đời một hoặc hai nhóm thuốc mới nhưng không cải thiện lại biến cố nhiều hơn. Thì người ta thấy được là cơ chế tăng huyết áp thì thường có từ 2-3 cơ chế có sự tương tác giữa hệ thống renin-angiotensin cũng như hệ thống thần kinh thể dịch. Thì người ta thấy được rằng ở cái hệ thống động mạch thận thì xung quanh đó là cái hệ thống thần kinh giao cảm, nó có những sợi hướng tâm và cũng như sợi ly tâm đi qua trục dọc của tủy sống rồi sau đó đi lên não bộ để trao đổi những cái thông tin, và từ đó nó tác động qua hệ thống thần kinh thể dịch, và người ta thấy được rằng là nó có thể gọi là làm thay đổi cái huyết áp nếu như trên các mô hình thực nghiệm. Vậy thì cái hệ thống thần kinh giao cảm mạch thận thì nó nằm ở đâu? Thì trên những cái nghiên cứu trên những mô học thì người ta thấy được là các sợi thần kinh giao cảm mạch thận thì nó nằm ở cái lớp ngoại mạc của động mạch thận, và nó nằm sát ở bên ngoài từ cái vùng đốt sống ngực số 10 cho đến đốt sống thắt lưng số 10, đốt sống thắt lưng số 2. Và người ta thấy được là vậy thì cái chuyện mà nó nằm ở ngoại mạc và khi chúng ta tác động như thế, một là tác động từ bên ngoài, hai nữa là tác động từ bên trong, tức là trong lòng động mạch thận, thì liệu có cái phương pháp nào hay không? Thì người ta thấy được là vì các sợi thần kinh giao cảm động mạch thận này nó có cái thân myelin của nó, và dường như nó nhạy cảm hơn đối với lại cả các xung động cơ học, hoặc là người ta thấy nó nhạy cảm hơn với lại cả cái chuyện mà năng lượng nhiệt. Thế thì để triệt phá cái thần kinh giao cảm động mạch thận này thì người ta nghiên cứu ra là có rất nhiều các loại năng lượng khác nhau cũng như là loại hóa chất, loại thuốc cũng như phóng xạ khác nhau để người ta có thể phá hủy được cái hệ thống thần kinh giao cảm động mạch thận này. Và trong số những cái mà chúng ta nêu lên đó thì xuyên suốt trong cái quá trình phát triển kỹ thuật triệt phá này thì người ta thấy được là người ta sử dụng cái năng lượng của sóng tần số radio thì dường như là nó có nhiều cái nghiên cứu nhất và dường như nó là lâu đời nhất. Trong cái bài này thì về báo cáo về cái kỹ thuật mà chúng ta thực hiện
Ở tại viện tim mạch cũng như là trên thế giới thì chúng tôi sẽ chủ yếu trình bày sâu hơn về cái triệt phá kỹ thuật, triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này bằng cái năng lượng sóng có tần số radio. Thế thì từ những cái mô hình thực nghiệm như vậy và những cái nghiên cứu ban đầu, tức là dùng trong nghiên cứu Simplicity HTN 1 và 2, thì người ta thấy là những cái nghiên cứu lần đầu tiên trên người cũng như là nghiên cứu trên số lượng lớn, thì dường như người ta thấy được là nó có hiệu quả thực sự ở trên cái chuyện gọi là hạ huyết áp tâm thu và hạ huyết áp tâm trương, và dường như nó ra đời như là một cái cơn bão về tất cả các loại thiết bị và dụng cụ khác nhau, như là của Medtronic, của Sanjut hay là gì, là những cái mà người ta sử dụng trên cái năng lượng sóng có tần số radio, hay là người ta sử dụng những cái sóng có năng lượng sóng siêu âm. Thì những cái thiết bị này chủ yếu là gì? Người ta dùng các năng lượng nhiệt hoặc là người ta dùng các xung động cơ học đi qua đường động mạch thận, mà sau đó người ta phát ra các năng lượng ở mức tần số khác nhau, để từ đó người ta triệt phá được các cái sợi thần kinh giao cảm động mạch thận này. Và từ những cái thời kỳ đó thì từ những năm 2012, khi sự phát triển ra đời của một loạt thiết bị và dường như người ta hồ hởi hết mức với lại cả cái kỹ thuật này, thì tại viện thì chúng tôi có nghiên cứu khởi đầu là người ta cái dự kiện nhiều nhất là với nghiên cứu trên các cái thiết bị của Medtronic là bằng cái thiết bị Simplicity Flex, tức là cái thiết bị mà nó giống như cái đầu ống thông của nó, như là cái đầu đốt điện trong cái thăm dò điện sinh lý mà hôm trước các bác sĩ can thiệp nhịp đã trình bày báo cáo với lại cả các anh chị. Thì nó gồm có hai phần. Một đấy là cái máy phát, gồm là một cái máy phát năng lượng. Thực ra thì họ dùng bản quyền để họ có thể nói được, nhưng bản chất của nó về các cái năng lượng, về mức sóng, về trở kháng thì nó tương tự như một cái máy phát nhịp EP thông thường. Thứ hai nữa là về cái đầu đốt, tức là đầu đốt để qua lòng động mạch thận, áp vào lòng động mạch thận và phát ra năng lượng để người ta phá ra được cái sợi thần kinh giao cảm động mạch thận này. Thì bản chất nó giống như một cái catheter tạo nhịp, và nó có một cái đầu người ta có thể uốn cớp, nó cong để nó áp được vào cái thành động mạch thận. Vậy thì cái thực hiện của nó là, về các thiết bị của nó dường như là rất đơn giản. Và thực sự là các cái thiết bị cũng như kỹ thuật này tiến hành nó cũng không có gì phức tạp. Bệnh nhân đôi khi giống như một cái trường hợp bệnh nhân được chụp động mạch thận thông thường, được sát khuẩn ở vùng đùi, đường vào là động mạch đùi, người thường là cái đường vào là khoảng 7 fren cho đến 8 fren. Và chỉ có một điểm lưu ý khi thực hiện kỹ thuật này là khi mỗi lần mà người ta tiến hành phát ra các năng lượng để triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này thì bệnh nhân dường như là rất đau. Thứ hai nữa là các cái thiết bị để người ta kết nối giữa cái đầu dò đốt catheter tạo nhịp này thì nó tương tự như là một cái hệ thống can thiệp chụp động mạch vành, cũng có cái ống thông can thiệp, cũng dây điện cực đốt, dây dẫn can thiệp và thước cản quang. Trong đó là gì? Là người ta giữa cái đầu dò đốt người ta kết nối với lại cả hệ thống máy phát nhịp, sau đó người ta luồn qua đường động mạch chủ rồi vào động mạch thận cả hai bên. Và người ta chiến lược đốt là gì? Là người ta đốt từ đầu xa đến đầu gần và đốt theo hình xoắn ốc. Bởi vì người ta thấy được là trên các nghiên cứu mô học thì dường như các cái sợi thần kinh giao cảm động mạch thận này nó phân bố từ đầu gần đến đầu xa và nó tương đối đồng đều ở cả bốn chiều theo cái bề mặt như vậy. Và người ta thấy là với cái số lần đốt trung bình khoảng 4 điểm đốt ở trong những nghiên cứu ở giai đoạn đầu thì dường như nó có cái hiệu quả trong việc cải thiện con số huyết áp tâm thu cũng như tâm trương của bệnh nhân. Tuy nhiên là gì, giai đoạn đầu thì chúng tôi có thực hiện cái kỹ thuật này, tuy nhiên không phải bằng thiết bị Simplicity, bởi vì cái thiết bị này nó đến 6.000 đô, và chúng tôi sẽ nói thêm ở cái mục sau là cái tỷ lệ đáp ứng của những bệnh nhân này khi mà chúng ta sử dụng thiết bị như vậy thì nó được khoảng bao nhiêu phần trăm, và con số bỏ ra như vậy với lại bỏ ra so với hiệu quả ở giai đoạn thử nghiệm thì dường như nó là một con số nó có vẻ cũng hơi chi phí đắt đỏ đối với lại cả bệnh nhân Việt Nam. Thế thì dựa trên một cái bài báo, thực ra thời kỳ đó thì năm 2012 chúng tôi có tìm hiểu ở trên mạng thì có một cái trung tâm ở Jena thì người ta sử dụng cái đầu đốt nhịp ở cái thông thường, tức là người ta sử dụng đốt các ngoại tâm thu hoặc là các cái cơn nhịp nhanh kịch phát bằng các đầu dò đốt nhịp như vậy, và người ta tiến hành thực hiện cái kỹ thuật tương tự như bằng cái ống thông của Simplicity của hệ thống Medtronic với cái giá cả nó rẻ hơn ở mức rất nhiều. Và người ta chứng minh, và cái tác giả ở trung tâm Jena này là cái ông Hans Figula, thì ông ấy đã có những cái bài báo xuất bản để người ta chứng minh, một là về mặt an toàn hiệu quả, hai nữa là về mặt hiệu quả trong vòng 24 giờ khi mà thực hiện cái kỹ thuật can thiệp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận bằng cái hệ thống EP thông thường, cái ống thông đốt nhịp thông thường, thì người ta thấy được là nó cũng hiệu quả. Và trong những cái trường hợp mà lô độ khoảng 10 bệnh nhân ban đầu chúng tôi tiến hành thì cũng tiến hành bằng cái thiết bị như thế này. Và đây là một cái hình ảnh mô tả cũng là tương tự như là ở bất cứ một cái ca can thiệp mà mạch thận hay mạch vành hay bất cứ một cái catheter đốt nhịp nào cũng tiến hành ở phòng cath lab, và cái hệ thống máy phát điện của EP thông thường cũng bằng một cái đầu đốt như vậy của Sanjut.
Và cái chỉ định mà chúng tôi nêu ra ở đây là chỉ định khi mà nó xuyên suốt qua cái chuỗi nghiên cứu của Simplicity từ HTN, SDN1 cho đến SDN3, tức là chỉ định tuyệt đối là các cái bệnh nhân mà được gọi là tăng huyết áp kháng trị, tức là huyết áp tâm thu trên 160 mét thủy ngân ở đo ở phòng khám và trên 150 mét thủy ngân ở bệnh nhân đái tháo đường, và dùng trên 3 loại thuốc điều trị tăng huyết áp, trong đó có tối thiểu là một loại thuốc lợi tiểu. Thế thì chỉ định tương đối của nó vào thời kỳ đó thì người ta xem là có thể ở những bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị, hoặc là tăng huyết áp không dung nạp thuốc, hoặc là cần điều trị nhiều thuốc, hoặc điều trị giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên đó chỉ là những cái thể tăng huyết áp mà người ta có thể gợi ý cân nhắc, không phải là những chỉ định tuyệt đối, và người ta cân nhắc là có những cái nghiên cứu nó có hiệu quả trên bệnh nhân suy tim, bệnh nhân đái tháo đường, hoặc là hội chứng rối loạn chuyển hóa. Và chống chỉ định thường trong những giai đoạn đó thì người ta tránh là làm cho những bệnh nhân bệnh có bệnh van tim có ảnh hưởng đến huyết động, mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, hay bệnh nhân đái tháo đường hoặc những suy thận. Tuy nhiên đây chỉ là những cái chống chỉ định tương đối, bởi vì ở những cái nghiên cứu ở những giai đoạn đầu như vậy thì người ta có tiến hành cho những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ. Và trong cái lô mà độ khoảng 10 bệnh nhân ở giai đoạn đầu chúng tôi có nghiên cứu thì có một bệnh nhân hết sức ngoạn mục, là người ta phải dùng đến một bệnh nhân suy thận thận nhân tạo chu kỳ nhiều năm rồi, và bệnh nhân đó sử dụng rất nhiều, ít nhất 5 đến 6 nhóm loại thuốc huyết áp phối hợp với nhau ở liều tối đa, và phải dùng cái bơm tiêm điện hạ áp. Tuy nhiên là cái huyết áp lúc nào khoảng tầm 170 đến 180, và chúng tôi có tiến hành bằng cái kỹ thuật triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận bằng cái đầu đốt của catheter rối loạn nhịp. Thì người ta thấy thì trong giai đoạn 6 tháng đầu tiên thì thực sự có những lúc huyết áp gần như là nó không về được, huyết áp gần như là mình thấy là chỉ cắt được cái loại bơm tiên điện điều trị thuốc hạ áp thôi. Tuy nhiên cái câu chuyện cách đây 2 năm khi chúng tôi theo dõi liên tục bệnh nhân đó thì gần như bệnh nhân đó không phải sử dụng bất cứ một loại thuốc huyết áp nào, và dường như là cái đấy nó vẫn là một cái điều gì đó mà nó rất khó lý giải trong những trường hợp như vậy. Thế thì những điểm lưu ý ở trong những trường hợp như trong những trường hợp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận là những cái giải phẫu của động mạch thận như thế nào thì được coi là phù hợp với lại cái kỹ thuật triệt phá này, thì người ta thấy được rằng thực chất ra là không, giai đoạn đầu mà vì cái đầu dò catheter đốt thì một số bác sĩ can thiệp, thì thường là các bác sĩ can thiệp động mạch vành thì người ta sẽ chưa quen lắm, thì người ta sẽ lưu ý ở những trường hợp giải phẫu động mạch thận phức tạp là gì, là có động mạch thận kép hay động mạch thận xoắn vặn, hay là có vị trí xuất phát bất thường hay hẹp động mạch thận. Tuy nhiên sau này nó không phải là những cái điều gọi là chống chỉ định hay là làm quá phức tạp hơn nữa khi người ta đã quen với cả hệ thống catheter điều trị rối loạn nhịp như vậy. Và nó chỉ chống chỉ định đối với những trường hợp, lưu ý là những trường hợp mà không có tiền sử đặt stent động mạch thận hoặc đặt stent động mạch chủ. Tuy nhiên nó cũng chỉ là những chống chỉ định tương đối, vì có những trường hợp người ta báo cáo ca lâm sàng trên những trường hợp bệnh nhân đã đặt stent động mạch thận và tiến hành triệt phá qua bản thân ở trên cái vùng stent như vậy. Thế thì các biến chứng mà nó có thể xảy ra thì gồm có những biến chứng ở cái vị trí đường vào mạch máu, hoặc là những cái trường hợp khi mà mình luồn catheter thô bạo và làm gây tách động mạch thận, thì còn lại những cái trường hợp khác thì nó cũng không phải là những cái biến chứng quá trầm trọng. Về cái, trong cái giai đoạn đầu khi mà người ta tiến hành qua các nghiên cứu đó thì người ta đảm bảo được về mức độ an toàn lâu dài, tức là nó không có thay đổi về chức năng của thận, không có rối loạn điện giải hay thay đổi về huyết áp tư thế. Bởi vì nếu như ở trong trường hợp mà từ một bài báo năm 1952 thì người ta thấy được một trong những biến chứng của nó là tụt huyết áp tư thế, thì trong những trường hợp này thì người ta không thấy có sự thay đổi về mặt huyết áp tư thế và không có biến chứng mạch tại vị trí điều trị RF, không có hẹp động mạch thận tại vị trí can thiệp. Bởi vì nếu anh đốt mà anh để lại một cái hẹp động mạch thận thì dường như gọi là anh múc nước qua một cái thùng không đáy. Thế thì trong cái giai đoạn như vậy thì tất cả những cái dữ liệu nghiên cứu dường như khiến cho mọi người hết sức hồ hởi. Tuy nhiên đến năm 2014 thì Medtronic khi tiến hành cái Simplicity SDN3 thì người ta thấy được là nó đảm bảo được các tiêu chí về mặt an toàn, tuy nhiên không chứng minh được về mặt hiệu quả, tức là gì, so sánh ở nhóm điều trị bằng triệt phá thần kinh giao động mạch thận với cái đầu dò đốt Simplicity Flex là cái thiết bị ở giai đoạn đầu tiên, và nó giống như là cái hình ảnh catheter điều trị rối loạn nhịp thông thường, và dường như nó làm thất vọng cho tất cả và khiến cho dường như nó là một cái kỹ thuật dần trở lại quên lãng. Tuy nhiên sau đó thì người ta vẫn thấy, tuy nhiên cho đến những năm gần đây, cho đến năm 2018 thì tại hội nghị tim mạch can thiệp của Mỹ năm 2018 thì người ta thấy là dường như nó có một làn sóng quay trở lại của kỹ thuật triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này, với những cái nghiên cứu mà được thiết kế một cách rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn, và nó cho ra những hiệu quả rõ rệt hơn. Bởi vì nếu như Simplicity SDN3 khi ra đời nó làm cho một bước chuyển khiến cho người ta thất vọng, và khiến cho những người mà dường như cố níu kéo về cái kỹ thuật này, người ta có thể cho rằng là khoảng hơn trên 50% số phẫu thuật viên tiến hành cái kỹ thuật này chỉ thực hiện dưới 2 ca trong vòng dưới 2 ca chưa từng, tức là có khoảng sấp xỉ một nửa số phẫu thuật viên mới chỉ làm từ 1 đến 2 ca trước khi tham gia ra vào cái nghiên cứu đa trung tâm này.
Vậy thì những cái nghiên cứu mà nó làm thay đổi cục diện của, dường như nó làm cho người ta lưu tâm trở lại, cũng như cho ra đời những cái dữ liệu mà nó quan trọng để có thể ủng hộ lại cho kỹ thuật này, và những chỉ định nào được dùng. Nhưng đây thì tôi xin phép được trình bày lại, trước hết là có những cái nghiên cứu về spiral SDN on-med hoặc off-med, hoặc là nghiên cứu radiant SDN solo. Thế thì đầu tiên là chúng tôi sẽ báo cáo về cái cải tiến về mặt kỹ thuật dụng cụ, cải tiến về mặt dụng cụ đối với lại đầu dò, đầu đốt của Simplicity. Nếu như trước đây đầu dò đốt của Simplicity giai đoạn 1 nó gọi là Simplicity Flex, có nghĩa nó như catheter đốt, nó chỉ có một đầu điện cực và người ta cứ kéo về rồi sau đó lại cong gập, thì nó không đảm bảo được chuyện, một là áp thành của động mạch thận có tốt hay không, hai nữa là khoảng cách vị trí của giữa các cái đầu đốt đây nó có đảm bảo ở các cái vị trí khác nhau, đảm bảo được vị trí tối thiểu của nó khoảng 5 mm hay không, và thứ ba nữa là gì, nó không có thể gọi là người ta chưa thì đến giai đoạn 2 thì người ta cải tiến thiết bị dụng cụ này là gì, nó giống như trên lò xo, và trên cái lò xo đấy nó có khoảng 4 điện cực, thì nó giúp cho cái việc đảm bảo cự ly giữa các cái điểm đốt. Thứ hai nữa, nó đảm bảo cho cái chuyện gọi là áp thành tối đa của cái đầu dò Simplicity Spiral này, nó giống như là cái lò xo như vậy, và nó làm giảm thiểu cái thời gian, nó nếu như sự khác biệt một cách rõ rệt so với thế hệ một, thực chất ra nó chỉ có là giữa đầu dò 1 điểm đốt và đầu dò 4 điểm đốt để đảm bảo áp cực, còn về mặt thời gian là do gọi là số điện cực tăng lên và nó đốt được cùng lúc thì nó không có sự khác biệt. Thứ nữa là gì, về mặt cơ sở kỹ thuật thì trước đây người ta cho rằng là sự người ta cho rằng trước đây người ta cho rằng là sự phân bố của các cái sợi thần kinh giao cảm động mạch thận là đồng đều từ đầu đoạn đầu cho đến đoạn xa, thì gần đây những cái nghiên cứu về mặt mô học người ta thấy rằng là ở những cái đoạn xa thì dường như là sợi thần kinh giao cảm động mạch thận đấy nó đi sát hơn, và chính vì vậy người ta chủ trương là đốt sâu hơn và đốt xa hơn, cũng như là người ta sẽ gọi là tăng cường cái số điểm đốt hơn để đảm bảo cho việc triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận bằng cái năng lượng của sóng tần số radio này một cách tốt hơn. Thứ nữa là vậy thì chúng tôi sẽ điểm qua một chút về các cái nghiên cứu mà dường như nó làm cho các cái thiết bị này dường như sống lại với lại cả để chứng minh được một cách hiệu quả. Thế thì trong đó là có những cái, đây là cái chương trình nghiên cứu của Medtronic với cái đầu dò Simplicity từ các thế hệ Flex, từ thế hệ 1 đơn điện cực cho đến 4 điện cực, thì người ta thấy thì trong đó điểm qua là các cái nghiên cứu như là Spiro SDN 1 off-med và thứ hai nữa là on-med, và có nữa là cái nghiên cứu về sổ bộ với cái thiết bị Simplicity gồm cả hai loại thế hệ 1 và thế hệ 2 trên toàn cầu. Thế thì đối với lại cả nhóm bệnh nhân nghiên cứu bằng cái thế hệ đầu đốt Simplicity, đầu dò xoắn và người ta không dùng thuốc thì tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân như thế nào, thì đối với những bệnh nhân như vậy thì là ở người ta ở bệnh nhân hoặc là không sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp, hoặc thứ hai là dừng thuốc huyết áp, hoặc là dừng thuốc huyết áp với cái tiêu chí huyết áp của bệnh nhân đo ở phòng khám khoảng trên 150 mm thủy ngân, nhưng dưới 180 mm thủy ngân, huyết áp tâm trương của đo tại phòng khám là trên 90 mm thủy ngân, và cái con số mà người ta ở trong cái nghiên bắt đầu từ những giai đoạn sau này người ta đưa tiêu chí về cái huyết áp đo Holter huyết áp 24 giờ, và ở đó và ở trong thiết kế nghiên cứu thì cha chia ra làm nhóm có đối chứng bằng cái thử nghiệm như kiểu gọi là chụp mạch thận để bệnh nhân tưởng rằng đó là mình vẫn được cho vào cái nhóm đốt bằng ADN, và thứ hai nữa nhóm thứ hai là đốt bằng triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận bằng đầu dò Spiral. Thì trong cái kết quả nghiên cứu ở những nhóm này người ta chứng minh thấy hiệu quả hạ áp ở những nhóm được điều trị bằng ADN so với lại cả nhóm chỉ sử dụng có nhóm chứng là SAM, ở những bệnh nhân này không sử dụng thuốc điều trị huyết áp thì nó cải thiện cả trên con số về huyết áp tâm thu tâm trương ở 24 giờ cũng như là tại phòng khám. Và nếu như người ta đánh giá xem trong vòng so với lại cả thời điểm ban đầu ở với cái hình bên trái này là ở những nhóm bệnh nhân được đốt bằng ADN so với lại nhóm thử nghiệm SAM này để xem là có sự khác biệt giữa cái thay đổi về thời điểm ban đầu hay không, thì người ta thấy là ở cái nhóm mà được ở trong cái nghiên cứu Spiral SDN off-med này thì người ta thấy ở cái nhóm ADN nó có sự thay đổi so với lại cả con số huyết áp so với thời kỳ ban đầu, và nó tác động cả ở cái thời điểm mà high risk, ở cái vùng high risk này, có nghĩa là huyết áp vào buổi tối muộn hoặc sáng sớm, tức là nó ở những vùng này nếu như mà có tăng huyết áp thì thường sẽ làm gia tăng nguy cơ đột quỵ cũng như là các biến cố về mặt tim mạch. Thứ hai nữa là gì, là nghiên cứu Radiant SDN Solo. Đây là một cái nghiên cứu người ta sử dụng thay vì sử dụng đầu đốt Simplicity xoắn mà thế hệ thứ hai, thì ở đây là người ta sử dụng cái sóng siêu âm triệt phá thần kinh giao cảm bằng cái sóng siêu âm với các cái tiêu chí nghiên cứu ở đây người ta cũng đã nêu rõ, thì người ta chứng minh được rằng
Một là nó có sự tương tự như đối với lại cả sử dụng đầu dò xoắn, thì đầu dò có dòng tần số radio xoắn thì người ta thấy là nó có cải thiện ở thời điểm 2 tháng về cái chuyện gọi là hông tơ huyết áp tâm thu ở những thời điểm ban ngày. Thứ hai nữa, nó chứng minh được làm giảm gánh nặng về mặt thuốc của bệnh nhân nếu như chúng ta so sánh giữa nhóm bệnh nhân được triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận so với lại cả nhóm sử dụng SAM, thì cái nhóm bệnh nhân liều nó có giảm gánh nặng về mặt liều, thứ hai nữa là giảm về số lượng thuốc huyết áp phải dùng đối với những bệnh nhân này, và về mặt gọi là con số huyết áp thay đổi trong vòng 6 tháng ở hai nhóm với các tiêu chí như là huyết áp 24 giờ hay là huyết áp về ban ngày, ban đêm, cũng như là về các tiêu chí huyết áp đo tại phòng khám và tại nhà, thì người ta thấy được là nó có hiệu quả hơn ở cái nhóm được sử dụng và triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận bằng cái năng lượng sóng có tần số bằng năng lượng sóng siêu âm so với lại cái nhóm thử nghiệm SAM trial. Thứ ba nữa là một cái nghiên cứu khác mà chúng tôi sẽ nói tóm gọn lại, nếu như Spiro SCN OPMED là trên những nhóm đối tượng bệnh nhân không sử dụng thuốc huyết áp, thì ở đây là đối với những bệnh nhân đang sử dụng từ 1/3 thuốc huyết áp với các cái nhóm thuốc huyết áp đã được liệt kê ở đây như là lợi tiểu chạy kinh canxi, thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể chạy beta, và kê tối thiểu, và các cái thuốc này nó được kê tối thiểu ở 50% cái liều tối đa. Bởi vì nếu như trong STN Simplicity, STN 3 thì người ta thấy ngoài chuyện phẫu thuật viên, thì thứ hai nữa là gì? Là khi đốt xong cái chuyện mà người ta khống chế con số huyết áp, khống chế cái chuyện liều thuốc cũng như là chuyện kiểm soát đầu vào ở những bệnh nhân đó được dùng cái liều lượng thuốc như thế nào và duy trì trong thời gian bao lâu, dường như nó chưa có sự chặt chẽ và nó làm cho khiến cho người ta rất nghi ngờ về cái chuyện liệu như thế nó có thể làm gọi là đúng hay không. Thế thì về mặt thiết kế nghiên cứu nó cũng tương tự như cái nghiên cứu Spiro SCN OPMED, tức là cũng chia ra làm nhóm bệnh nhân được sử dụng, được theo dõi giữa hai lần thăm người ta trước khi tuyển chọn bệnh nhân, thì tối thiểu giữa hai thời điểm đó phải từ 2 đến 4 tuần và người ta duy trì chế độ thuốc. Sau đó người ta thử nghiệm giữa nhóm được sử dụng bằng triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận bằng đầu dò Simplicity xoắn, hoặc là người ta chia ra phân nhóm bệnh nhân ở nhóm thử nghiệm SAM trial, và người ta thấy được là khi mà theo dõi ở các cái thời điểm 6 tháng, và nghiên cứu này được tiến hành để theo dõi trong vòng từ 6 tháng, 12 tháng, 1 năm cho đến 3 năm, thì người ta thấy là ở cái thời điểm 6 tháng thì người ta cũng thấy có sự cải thiện, tức là hạ huyết áp ở cái nhóm bệnh nhân được điều trị bằng triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận về các cái chỉ số như là trên Holter huyết áp 24 giờ, về các chỉ số về huyết áp tâm thu của tâm trương, hoặc là đo huyết áp tâm thu tại nhà. Và cái hiệu ứng này nó có thể là nó cũng tương tự như đối với lại nghiên cứu OPMED, tức là tác động trên cả cái vùng có nguy cơ cao, tức là cái vùng mà huyết áp tăng huyết, thường là những cái nhóm mà khiến huyết áp về đêm và gần sáng, thì là những cái thời điểm mà nó khi mà tăng huyết áp ở những thời điểm này nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ về biến cố tim mạch cũng như là tỷ lệ đột quỵ. Và cái con số huyết áp ở mức độ hạ về mặt tối huyết áp tâm thu cũng như tâm trương thì chúng tôi sẽ nói cụ thể thêm về cái hiệu quả con số, dường như ta nhìn thấy ở đây theo thời gian nó được củng cố từ 2 tháng đến 6 tháng thì từ mức độ 4 cho đến 8 hạ được 4 cho đến 8 minute thủy ngân. Vậy thì con số này liệu nó có ý nghĩa thống kê hay không? Thì sau đây ở những slide sau chúng tôi sẽ xin phép được báo cáo sau. Và một cái nghiên cứu nữa là gì? Là một cái nghiên cứu về mặt sổ bộ. Thế là trên những cái nghiên cứu mà chúng ta đã tối ưu hóa những cái điều kiện nghiên cứu thì nó có những cái kết quả mà dường như nó dương tính và chứng minh hiệu quả như vậy. Tuy nhiên trên thực tế đời thường, tức là những nghiên cứu sổ bộ về Simplicity toàn cầu trên 3.000 đối tượng bệnh, trên khoảng 3.000 đối tượng bệnh nhân để ghi nhận xem là có các biến cố, tức là gì, gồm đảm bảo hai yếu tố, một là tiến hành trên đối tượng lớn đời thực nó có gây ra nhiều biến chứng hay không, biến chứng ở đường vào, biến chứng thủng mạch thận hay biến chứng tách mạch thận hay phải đặt stent hay không. Và thứ hai nữa là chứng minh hiệu quả là liệu nó có thể làm hạ huyết áp con số ở các cái tiêu chí về huyết áp tâm thu, tâm trương hay là về con số 24 giờ ở những cái nhóm bệnh nhân đối tượng như vậy hay không. Thì với cái nghiên cứu nghiên cứu sổ bộ này tiến hành theo dõi trong vòng 3 năm thì người ta thấy được là cái tỷ lệ về các mặt tiêu chí về mặt an toàn thì nó tương tự như đối với lại cả những cái dữ liệu trước đây đã được công bố, và dường như các cái tỷ lệ biến chứng nó chỉ dao động khoảng 0-1%. Và về mặt các con số huyết áp thì ở những nhóm bệnh nhân được người ta thấy là nó chứng minh được hiệu quả cả ở nhóm bệnh nhân dùng đầu đốt đơn cực trước đây, cũng như là trên nhóm đầu đốt mà xoắn cùng có 4 điện cực gắn trên cái catheter. Và nó có chứng minh được hiệu quả cả trên cái con số huyết áp tâm thu đo tại phòng khám cũng như là thay đổi về Holter huyết áp 24 giờ. Vậy thì cái mức thay đổi này khi mà chúng ta nhìn ở đây thì nó loanh quanh ở những con số 24 giờ ở phòng khám nó khoảng từ 10 cho đến 15 mm thủy ngân. Và nếu như ở trên Holter huyết áp 24 giờ thì nó dường như nó loanh quanh khoảng từ 8 cho đến 10 mm thủy ngân. Vậy thì những cái con số này liệu nó có ý nghĩa hay không?
xin lỗi là bởi vì cái slide này nó lại bị lỗi về mặt phông. Nên xin phép chiếu như trong giao ban thông thường. Tức là liệu cái con số mà nếu như trên chúng ta đo ở trên cái con số mà huyết áp tâm thu ở phòng khám cũng như huyết áp tâm trương ở phòng khám, thì liệu cái mức giảm này nó khoảng từ 10 cho 15 nghĩa thôi ngân, thì liệu nó có thực sự có ý nghĩa hay không? Thì người ta thấy được là trên những cái dữ liệu ghi nhận trên đời thực khoảng xấp xỉ trên 600.000 bệnh nhân, thì đây là một cái slide kinh điển. Tức là nếu người ta thấy giảm độ khoảng 10 mm thủy ngân thì có thể giảm là 20% các biến cố tim mạch chính, làm giảm khoảng tầm 27% cái tỷ lệ đột quỵ cũng như là tỷ lệ suy tim và tỷ lệ tử vong lần lượt là 13 và 28%. Và nếu như tính là nếu như độ khoảng giảm độ khoảng phần 2, và nếu như người ta tính là nếu như cứ giảm 20 mắt thủy ngân thì nó sẽ làm giảm độ khoảng tầm 7% cái tỷ lệ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ, cũng như giảm 10% ở trong cái tỷ lệ tử vong do đột quỵ. Vậy thì câu chuyện mà con số huyết áp nó hạ qua các nghiên cứu từ những cái giai đoạn đầu cho đến những cái giai đoạn sau, khi người ta thiết kế các nghiên cứu chặt chẽ hơn, thì người ta chứng minh được con số huyết áp hạ được ở cả mức độ tâm thu, tâm trương cũng như theo dõi trên Holter huyết áp 24 giờ. Với cái con số như vậy thì thực sự nó có hiệu quả hay không? Thì người ta thấy với những con số như vậy nó sẽ làm giảm tương ứng các tỷ lệ về mặt tỷ lệ tử vong do đột quỵ, cũng như là giảm một cách đáng kể ý nghĩa về mặt tỷ lệ tử vong do tim mạch. Thứ hai nữa là đây là một thiết bị người ta điều trị tăng huyết áp bằng thiết bị hay dụng cụ. Vậy thì cái câu chuyện là các cái nhóm thuốc huyết áp mà thực tế chúng ta đã theo dõi, thì liệu nó mức độ hạ huyết áp mà thường chúng ta được nghe báo cáo thì dường như nó hạ đến 20-30% mức độ huyết áp ban đầu. Tuy nhiên thực tế là cái hiệu quả hạ áp của từng nhóm thuốc hạ áp hiện nay như thế nào, thì người ta thấy là với cái liều tiêu chuẩn thì thực tế tổng hợp qua tất cả các cái nhóm thuốc thì trung bình nó chỉ hạ được tầm từ 8 cho đến 10 mm thủy ngân. Và nếu như người ta kỳ vọng rằng nếu chúng ta gấp đôi liều của từng nhóm thuốc thì liệu nó có thể hạ được đến 15 hay 20 mét thủy ngân hay không, thì câu chuyện thực tế qua các nghiên cứu này thì người ta thấy được rằng đối với lại cả con số huyết áp tâm trương cũng như là con số huyết áp tâm thu, thì dường như nếu với liều tiêu chuẩn thực tế ra dù chúng ta kỳ vọng đến mấy thì con số hạ huyết áp cũng lần lượt chỉ khoảng 10 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu, 5 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm trương. Và nếu như chúng ta cố gắng một cách mạnh mẽ hơn nữa bằng cách gấp đôi các cái liều tiêu chuẩn này, thì con số thực tế huyết áp hạ xuống cũng chỉ khoảng tầm từ 11 cho đến 6 mm thủy ngân, tương ứng với huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp chúng ta dường như chúng ta nhìn thấy con số hạ huyết áp tâm thu ở trong trường hợp đo huyết áp tại phòng khám tầm từ 10 đến 15 thủy ngân, hay là theo dõi Holter huyết áp 24 giờ hạ được từ 5 đến 10 mm thủy ngân, thực sự nó là một con số có ý nghĩa. Nếu như so sánh bản thân đối với lại cả chuyện để làm so sánh với lại cả một nhóm thuốc điều trị huyết áp, cũng như là so sánh với tư cách là liệu con số đó có thể làm giảm các biến cố hay không. Một cái điều nữa là gì? Nếu như dường như chúng ta kỳ vọng rằng tất cả các bệnh nhân được điều trị triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này đều sẽ có hiệu quả, thì thực tế rằng người ta đã tính ra là chỉ có độ khoảng tầm 66-75% số bệnh nhân sẽ có khả năng là đáp ứng với phương pháp điều trị triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này mà thôi. Bởi vì ở mỗi một cá nhân cá thể thì cái chuyện mà ở cơ chế tăng huyết áp của mỗi người có thể trội hơn ở nhóm renin-angiotensin, hoặc là trội hơn ở nhóm thần kinh thể dịch, hoặc trội hơn ở một cái nhóm nào khác, thì tùy theo những bệnh nhân. Và trên một số đông thì người ta thấy được rằng cái tỷ lệ mà nó cải thiện, tức là tìm ra những nhóm bệnh nhân mà có đáp ứng tốt đối với lại cả trong trường hợp sử dụng kỹ thuật triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này, tức là người ta giả hạ được trên 5 mm thủy ngân ở trên con số Holter huyết áp 24 giờ và trên 10 mm thủy ngân ở trong trường hợp đo huyết áp phòng khám. Vậy thì con số 66% này cho đến 75% này ở những nhóm bệnh nhân đáp ứng thì liệu thực sự là nó có ý nghĩa hay không? Thì người ta sẽ so sánh với lại cả cái kỹ thuật điều trị RF trong những trường hợp dung nhĩ thì tỷ lệ nó cũng khoảng tầm từ 30-50%, hay mà điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định để cải thiện triệu chứng là khoảng tầm 40-80% tùy thuộc vào thử nghiệm hay là cái phương thức tạo nhịp CRTP. Thì đấy là những con số để chúng ta biết được rằng
Một là triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận có hiệu quả, tuy nhiên nó không phải là hiệu quả trong 100% số trường hợp. Thứ hai nữa là vấn đề của chúng ta là chúng ta chưa chứng minh được chúng ta chưa tìm ra được một cái chỉ điểm hữu hiệu nào để chỉ ra rằng bệnh nhân này sẽ không đáp ứng hay bệnh nhân kia sẽ đáp ứng. Và chính vì vậy ở giai đoạn đầu khi mà chúng tôi tiến hành ở viện tim mạch, một trong những điểm lưu ý khi mà tiến hành thực hiện kỹ thuật này chính là vấn đề giá cả so sánh với lại cả hiệu quả bỏ ra, chi phí bỏ ra so với lại cả hiệu quả mang lại. Vì có thể nếu như chúng ta sử dụng cái thiết bị Simplicity đơn cực ở giai đoạn đầu nó sẽ chi phí rất nhiều, tuy nhiên bệnh nhân có thể rơi khoảng 20-30% số lượng bệnh nhân không đáp ứng. Vậy thì từ những năm 2000 và vậy thì tóm lại trong một cái slide kết luận cho cái kỹ thuật này thì dường như từ những năm 2012 có một cơn dường như có một trào lưu để người ta báo cáo về kỹ thuật này, và đến năm 2014 thì người ta trầm lắng xuống. Và bản thân ở những hội nghị tim mạch thì dường như người ta cũng sẽ không báo cáo về kỹ thuật triệt phá này với cái vẻ hào hứng như ban đầu. Tuy nhiên cho đến những năm 2018 vừa rồi tại hội nghị tim mạch can thiệp Hoa Kỳ thì với những ra đời của sự ra đời của những cái nghiên cứu thử nghiệm STN ở các giai đoạn off-med, on-med hoặc là những cái nghiên cứu khác hoặc dinner STN thì người ta thấy rằng là dường như kỹ thuật này đang trở lại với những cái bằng chứng nó rõ rệt và mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn. Tuy nhiên có vẻ như cảm nhận của khi mà tiếp xúc với các nhân viên của Medtronic thì có vẻ cho đến hội nghị của GACC cho năm nay thì có thể người ta sẽ công bố những cái dữ liệu mới và người ta sẽ chỉ định một cách mạnh mẽ hơn. Vậy thì trước đây kỹ thuật này triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này người ta có thể tiến hành chỉ với lại nhóm bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị, thì hiện nay người ta ngoài chuyện điều trị ở những nhóm bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị thì người ta có thể điều trị ở chỉ định cho những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp có kèm theo các thương tổn cơ quan đích hay những bệnh nhân có tuân thủ điều trị. Nếu như chúng ta biết rằng chỉ có khoảng tầm 80% 60-80% được điều trị thuốc huyết áp là tăng tuân thủ theo điều trị, hay những nhóm bệnh nhân là không dung nạp do những cái rối loạn, do những bệnh nhân không dung nạp được do những cái biến chứng hoặc là do những bệnh nhân tác dụng phụ của thuốc, và cuối cùng là vì những cái nguyên nhân kèm theo, hoặc có thể người ta sẽ áp dụng ở những cái thể bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa, có suy tim hoặc là có những cái hội chứng chuyển hóa khác. Thế thì trong cái khuôn khổ bài hôm nay thì chúng tôi sẽ xin phép được trình bày thay cho lời kết luận là về cái kỹ thuật này triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận. Nó có những cái điểm mà chúng ta sẽ phải lưu ý, có những điểm chúng ta sẽ phải chờ đợi thời gian để làm cho nó sống lại.